Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trên địa bàn xã vùng cao Nậm Vì, huyện biên giới Mường Nhé, cán bộ chiến sĩ trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vẫn miệt mài hỗ trợ bà con dân bản an cư đón Tết. Đây là hoạt động thường niên của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vào dịp cuối năm trong chương trình hướng Tây mùa khô hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận. Gần một tháng cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào với bà con địa bàn dân vận, những người lính bộ đội Cụ Hồ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa giúp nhân dân đón Tết đầm ấm, an vui. Sau hơn 20 năm sử dụng, điểm trường Hồi Trạ thuộc trường tiểu học xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé đã xuống cấp, sơn tường hầu hết bong chóc thành từng mảng lớn, hàng rào hư hỏng. Chứng kiến sự xuống cấp về cơ sở vật chất của điểm trường, ngay sau khi đặt chân đến xã Nậm Vì, các chiến sĩ trung đoàn 741 tiến hành tu sửa lại điểm trường. Dưới bàn tay hỗ trợ của những người lính, điểm trường Hồi Trạ đã được tu sửa khang trang, đảm bảo cho việc dạy và học của cô và trò. Chú là những đồng chí bộ đội trẻ nên là rất là nhiệt tình, và khi mà các chú làm việc thì các đồng chú rất là có trách nhiệm, hết lòng với công việc nên là cái tiến độ làm việc cũng rất là hiệu quả. Bản thân tôi cảm thấy là rất là vui, rất là vinh dự khi mà được các chú bộ đội hỗ trợ hết mình như vậy. Nậm Vì là xã vùng cao khó khăn của huyện Mường Nhé với tỷ lệ hộ nghèo trên 60%. Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ bà con nơi đây, trong thời gian gần một tháng cắm bản, làm dân vận, cán bộ chiến sĩ trung đoàn 741 tham gia làm đường, sửa sang nhà cửa cho người dân và các điểm trường, trạm y tế. Hướng dẫn bà con cách sản xuất, phòng trừ dịch bệnh chống rét cho gia súc, gia cầm, tuyên truyền đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước. Cán bộ chiến sĩ đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động như giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân, học sinh trong xã. Những việc làm thiết thực của cán bộ chiến sĩ trung đoàn 741 đã làm cho cấp ủy chính quyền và bà con nhân dân phấn khởi, thêm tin tưởng bộ đội. Nói chung về đến Tết rồi thì bà con cũng sẽ phấn khởi, nhiều vấn đề là tinh thần là về giúp đỡ bà con nhiều cái. Đây bộ đội quân với dân như cá với nước, năm cũng về giúp đỡ nhân dân, và nghĩa là cũng về tinh thần bà con thì cũng rất phấn khởi. Bộ chỉ quân sự tỉnh đã quan tâm giúp xã để một phần cũng như là số đã giảm nghèo, một phần là cũng là gắn bó tình quân nhân. Cái đấy là cái mà chúng tôi rất là cần. Nên là bà con rất phấn khởi. Bây giờ là có cái cầu chắc chắn, cái cầu gỗ thôi nhưng rất chắc chắn để qua cái suối rất nhỏ đi một cái hộ gia đình thương binh xã hội với lại một số hộ nữa, thì bà con rất phấn khởi để đón Tết. Đấy là đấy mà chúng tôi rất là mừng. Hướng Tây mùa khô hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận là hoạt động thường niên của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vào dịp cuối năm. Hoạt động này hướng đến các xã đặc biệt khó khăn, giúp nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, trong thời gian cắm bản tại xã, các cán bộ chiến sĩ còn tổ chức nhiều hoạt động như chiếu phim phục vụ bà con nhân dân, biểu diễn giao lưu văn hóa, văn nghệ, kết hợp tuyên truyền đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trong quá trình đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, thì luôn được sự quan tâm, giúp đỡ của bà con nhân dân ở các bản. Từ đó đã gắn kết được thêm tình quân dân của bà con với quân đội, tin vào Đảng, sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương. Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ hướng Tây mùa khô năm 2023-2024, thì các đồng chí chiến sĩ trẻ của đơn vị cũng đã nâng cao được nhận thức của mình và sau này làm cơ sở để xuất ngũ về địa phương, phát triển kinh tế của địa phương, giúp gia đình và địa phương trong cuộc sống của mình. Thông qua đó thì để giúp cho nhân dân từng bước xây dựng cái đời sống văn hóa mới và từ bỏ những cái hủ tục lạc hậu ở trên địa bàn, và đặc biệt là giúp cho nhân dân nhận thức và từng bước là xóa bỏ cái nạn tảo hôn cũng như là vi phạm pháp luật ở trên địa bàn biên giới hướng Tây trong những năm qua. Và những chính điều đó thì nó làm cho cái bộ đội và nhân dân tin cậy và yêu mến lẫn nhau. Và trong những năm qua thì nhiệm vụ này làm rất tốt,
và góp phần cho nhân dân nhận thức và thấy rõ hơn những cái đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, và hình ảnh bộ đội của Hồ ngày càng tỏa sáng trong lòng nhân dân. Và điều đó đã góp phần củng cố và tăng cường cái thế trận lòng dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong những năm qua. Với sự chung tay đoàn kết, nhiệt huyết đầy sức trẻ của những cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bằng việc làm ý nghĩa thiết thực, tin tưởng rằng đời sống của bà con các dân tộc ở khắp các bản vùng cao Điện Biên sẽ ngày một đổi thay. Trên hết, đó là tình cảm quân dân đoàn kết, keo sơn gắn bó, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được tôn vinh, quân với dân cùng nhau góp sức để người dân, những bản nghèo có điều kiện đón Tết ấm áp hơn, hạnh phúc hơn.